This is Nancy Bui. Today is May 24, 2010. I am going to interview Mr. Hamai Viet, and we do this interview at the IRCC office at, in San Jose. This is a part of 500 Oral History Project. Thưa ông có thể cho biết tên và nơi cư ngụ của ông không ạ? Dạ vâng, tôi tên là Hà Mai Viet, ngụ tại Sugarland, ở cái tỉnh cách Houston chừng đó 20 dặm, Texas. Thưa ông sinh trưởng vào năm nào? Tôi sinh năm 1933 tại tỉnh Nam Định, Bắc Việt. Như vậy ông có một cái tuổi thơ ở quê hương của ông ở Nam Định? Vâng, tôi sống tại Nam Định cho đến khi học hết trường Thành Trung, thì trường trung học đấy. Thì tôi lên Hà Nội để theo học cái chương trình tu tài. Sau đó thì tôi được động viên vào năm 1954 và trình diện để họ đưa vào Thủ Đức vào giữa năm 1954. Thưa ông có còn cái kỷ niệm gì về cái thời thơ ấu và tuổi trẻ của mình ở nơi sinh trưởng của mình không? Tôi thì ai thì cũng có nhiều kỷ niệm lắm về tuổi thơ ấu, nhưng mà nói, nếu mà trả lời mà nói thì chắc cũng không hết được đâu. Nhưng mà cái những cái kỷ niệm mà sâu đậm nhất đối với tôi trong thời gian còn bé đó, thì có lẽ đó là cái thời gian mà chúng tôi gọi là tản cư, tức là bỏ tỉnh để đi về quê lánh nạn. Đó là năm 1946, khởi sự từ 46. Sau một thời gian khá dài mấy năm thì lại trở lại tỉnh vào năm 1900, cuối năm 49 và 50, đầu năm 50. Thưa ông, tại sao lại rời tỉnh về quê? Các tỉnh ông ở là bị tấn công hay chiến tranh hay sao? Không phải, là chỉ vì theo cái sự phát động cái phong trào tản cư đó, thì mọi người thì theo cái phong trào đó để mà đi thôi. Rồi sau này thì thấy tình hình nó tạm ổn định đó, có chính phủ, chính quyền thì lại trở lại. Mà cái lý do hay là mục đích của cái sự sắp xếp tản cư từ tỉnh về quê là vì sao? Cái đó là của mặt trận Việt Minh thời xưa, chúng tôi còn bé, chúng tôi cũng không có để ý lưu tâm đến chuyện đó, cũng không biết nhiều. Thưa ông có dịp trở lại thăm quê hương của mình, Nam Định của mình trong những ngày gần đây không? Không, tôi bỏ nước ra đi từ năm 1975 cho đến nay thì chưa hề trở lại đâu, vẫn cứ đâu Sài Gòn hay Hà Nội. Thưa lý do khiến ông không dám về hay là ông xin phép mà người ta không cho? Không phải là vì không dám về, mà cô nói như vậy thì nó cũng quá nặng nề. Sang đây là xứ tự do, chúng tôi đã được sống tự do mấy chục năm rồi, đến ngay không khí chúng tôi cũng được bảo vệ. Thành thử ra tôi cảm thấy vui thú và sung sướng với cái cuộc đời tự do hơn là để trở về với một cái chính quyền mà mình nghĩ rằng không có tự do. Không, đây không phải là trở về ở mà trở về chơi cũng không muốn nữa, là vì tôi không muốn nữa. Không. Tại sao mà khi bây giờ tôi hút thuốc, tôi ngồi trong tiệm ăn thì người ta có nghiện thuốc cũng không được hút trong tiệm. Và để tôi về một cái nơi mà nó không có luật lệ gì thì tôi về làm gì, dù là một tiếng. Thưa ông thì khi mà ông tuổi năm 54 là tức là ở Việt Nam có cái cuộc di tản đầu tiên của người Bắc về Nam sau khi Cộng sản chiếm miền Bắc đó, thì lúc đó ông đã ở trong quân đội chưa? Không, thì như tôi nói với cô là tôi được động viên trong thời gian tôi đi học ở Hà Nội vào giữa năm 54. Tôi trình diện vào khoảng tháng 5 và đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì tôi đã có mặt ở trường Thủ Đức, trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức ở trong Nam. Và chúng tôi đã được huấn luyện ít tháng rồi, thì lúc đó sau đó mới nghe thấy cái tin tức là Điện Biên Phủ thất thủ. Có nghĩa rằng nước Việt Nam lúc đó chưa có chia đôi. Và chúng tôi ở miền Bắc đi vào miền Nam để thi hành nghĩa vụ. Tức là ông không có tham gia vào cái cuộc tản cư đầu tiên đó, nhưng mà khi mà ông nghe thấy những cái tin đó và gia đình ông sau đó đi vào Nam, thì những cái ngày tháng đó, cái suy nghĩ cũng như là cái
tâm tư của ông như thế nào? Cái đó là vấn đề đó không phải là tản cư mà là di cư. Dạ, vâng. Cái giai đoạn trước thì gọi là tản cư, dạ. Lãnh nạn, giai đoạn sau này 54 gọi là di cư. Dạ. Thì chúng tôi cũng làm cái bổn phận của chúng tôi là một người sinh viên sĩ quan tiếp tục học hành ở trong trường. Còn vấn đề xảy ra của gia đình thì sự thực là không ai biết, không một người nào biết về tình trạng và hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào, có di cư hay không di cư. Rồi sau đó thì cuối tuần đi phép thì chúng tôi để tâm xem rằng thì là có gặp lại người quen hay gia đình không. Thì rồi cuối cùng trở lại thì kiếm ra là gia đình mình cũng có tản cư, chứ không có liên hệ gì đến vấn đề đó cả. Những ngày tháng đó ông cũng bình tâm hay là cũng lo lắng hay là sợ hãi thì gia đình mình không đi được hay có những cái tâm tư như thế nào? Không, chúng tôi cũng không có lo lắng gì cả, chỉ buồn là đất nước chia đôi thôi. Còn cái chuyện mình thì trong gia đình thì mình chỉ là một người hãy còn ít tuổi, mình thi hành cái nhiệm vụ của mình. Còn chuyện trong gia đình thì là đại gia đình thì đã có những người lớn tuổi, có quyền và có tự do để quyết định, cho nên không có cái gì mà gọi là lo lắng cả. Và lo cũng chẳng làm được cái gì. Thấy rằng ông có lẽ là bắt đầu cái cuộc đời binh nghiệp của ông rất là sớm với quân đội, và có lẽ là cái nghề đầu tiên của ông là vào quân đội phải không ạ? Tức là lúc đó tôi vào khoảng 20 tuổi mấy tháng. Dạ. 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 Cho đến khi mà miền Nam thất thủ, rồi coi như là ông tham dự từ đầu đến cuối cái cuộc chiến đó. Từ ngày tôi trình diện ở Hà Nội, trại Ngọc Hà Hà Nội, cho đến khi mà bỏ nước ra đi vào ngày 29 tháng 4 năm 75, thì tôi vẫn ở trong quân ngũ, trong binh chủng thiết giáp, và những cái tháng cuối cùng thì không còn ở binh chủng thiết giáp nữa, ở về với bộ binh. Thì tôi có 21 năm là sĩ quan trừ bị, chúng tôi vẫn giữ nguyên cái tình trạng trừ bị từ khi bị động viên cho đến khi mất nước. Tôi đeo lon cấp bậc đại tá trừ bị. Thưa ông có thể giải thích ông ở trong quân đội nhưng mà giữ vai trò trừ bị nó khác với lại cái những người khác mà trong quân đội mà gọi là chính quy hay là coi như là thực thụ như thế nào? Hai cái đó giữa trừ bị và thực thụ nó khác nhau như thế nào? Không, thì tôi cũng thể nói, tôi có thể định nghĩa một cách tổng quát thôi. Là vì nếu mà nói về những vấn đề đó là cả một cái sự mất thời giờ đó. Tổng quát thì là thế này: những người hiện dịch là những người tình nguyện đi lính, đó. Và những người đó được quyền lợi, có một quyền lợi rõ ràng, nếu sống đến tuổi về già thì có được hưởng hưu trí và quyền lợi của một người ở lâu trong quân ngũ. Thế còn về trừ bị đó, thì những người trừ bị thì không phải là những người tình nguyện mà những người làm nghĩa vụ quân sự thôi. Theo nghĩa vụ quân sự thì thời gian vài năm là xong. Nhưng vì nước mình chiến tranh đó, thì luật lệ nó cứ co giãn hoài. Muốn ở thì ở, muốn ra thì ra, nhưng ít nhất cũng phải ở một thời gian lâu rồi thì mới ra được. Tại vì thì là luật nó cứ thay đổi hoài. Thì tôi thấy rằng thì là tôi có khả năng phụ đất nước, và tôi thấy rằng thì là tôi có ích cho binh chủng, thì tôi vẫn giữ cái tình trạng trừ bị đó để mà phục vụ thôi. Và tôi không nghĩ đến quyền lợi. Vì sự thực ra nói rằng thì là quyền lợi hiện dịch với trừ bị nó là như vậy. Nhưng mà nói về đời sống của một quân nhân thì sống chết bất thường. Nếu mà anh có sang về hiện dịch thì anh chỉ có một cái quy chế khác thôi, chứ còn ra mặt trận thì không có ai phân biệt. Viên đạn nó không phân biệt là trừ bị hay thực thụ, anh phải chiến đấu như nhau. Thưa ông, thì ông tham dự từ đầu đến cuối, và bây giờ sang bên này nhìn lại cái cuộc chiến tranh đó thì ông có thể giải thích hoặc là nói về cái suy nghĩ của mình về cái cuộc chiến tranh đó bằng cái suy nghĩ riêng của ông như thế nào không ạ? Sự thực thì nói những câu hỏi của cô hỏi đó thì nó có tính cách quá tổng quát. Tôi có thể tóm tắt rằng thì là sau khi sang đây lo cho vấn đề mưu sinh của gia đình và đến tuổi về hưu thì tôi đã suy nghĩ từ lâu, nhưng mà không có cơ hội đó, chúng tôi đã khai bút để viết một cuốn sách nó liên hệ đến vấn đề cô vừa hỏi. Cuốn sách đó là lịch sử của binh chủng thiết giáp, nhưng mà nói về chiến tranh Việt Nam.
Và chiến tranh Việt Nam thì có cái đặc biệt với thiết giáp đó, là bất cứ một trận đánh lớn hay nhỏ nào đều được sử dụng trong trên chiến trường hay là trong cái nhiệm vụ đó. Thành thử ra những cái nhiệm vụ chính hay là những cái cuộc hành quân lớn chính chúng tôi được kể, đều kể ở trong cuốn sách mang danh là Thép và Máu. Và sau này thì tôi thấy cũng được nhiều người hưởng ứng, cho nên đã dịch một phần của cuốn sách đó sang tiếng Anh, cũng mang tên là Steel and Blood, hiện nằm trong dòng chính của Hoa Kỳ và nằm trong Amazon.com. Thành thử ra tôi nghĩ rằng thì là nếu mà ai muốn hiểu rõ cái tâm tư của tôi về vấn đề đó thì nên đọc cuốn sách đó. Dạ vâng, đó là chi tiết. Còn bây giờ tóm gọn lại thì ông có thể cho biết là, tất nhiên là đi chi tiết cuốn sách chúng tôi cũng có xem sơ qua, chưa đọc kỹ lắm, và cũng theo dõi trên Amazon, cũng là một trong những cuốn sách bán rất khá. Nhưng mà muốn ở đây là một cuộc phỏng vấn mà các em muốn được nghe chính ông nói, là nói gọi lại là nó rất tổng quát, nhưng mà nói gọi lại để các em có thể nắm được cái suy nghĩ của ông đó, thì ông nghĩ nó là cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến của chiến tranh Việt Nam của mình kéo dài cả mấy chục năm như vậy, đó là một cái điều bất hạnh cho dân tộc và quê hương. Cũng trong thời gian đó đó thì sau đại nhị thế chiến có nhiều nước cũng bị đô hộ hay bảo hộ, họ đã được trả lại tự do không lâu đến mức như vậy, có thể là một năm, vài ba năm, một năm năm thì họ đã được cái quyền cai trị, tự trị lấy của họ. Nhưng riêng nước mình thì vì có cái sự tranh đấu chiến đấu giữa ý thức hệ với các cường quốc mà mình là nạn nhân của chiến tranh, và mình kéo dài như vậy dưới cái áp lực của cộng sản, để rồi cuối cùng người Mỹ cũng không có, cũng chán nản, không có tiếp tục nữa, và mình đã bị khai tử vào 30 tháng 4. Dạ vâng, cái tổng quát rất là tốt để cho các em hiểu được cái suy nghĩ của ông. Bây giờ hỏi cái câu này thì cũng có thể là ông đã nói trong cuốn sách rồi, nhưng cũng được ông xác định là ông nghĩ sao về chính sách của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam? Đây là cả một vấn đề mà tôi cũng đang tìm hiểu, nó rất là khó hiểu. Tại vì nếu mà mình nói rằng họ không có chính sách thì cũng không đúng, mà nói là chính sách họ sai lầm thì là một cách tổng quát, mà sai lầm ở chỗ nào thì cũng phải tìm hiểu. Thì hiện thời bây giờ chúng tôi cũng chưa có cái câu trả lời, nhưng mà thấy rõ ràng, một cách rất là rõ ràng đó, là người Mỹ, cái chính sách của người Mỹ áp dụng trong thời gian qua nó không uổng đó. Thế bây giờ mình phải tìm hiểu tại sao nó lại không, và cuối cùng để đến cái chỗ là cái đau đớn cho phe gọi là quốc gia của mình, cũng như là cho Hoa Kỳ đó, là Hoa Kỳ đã tốn phí nhiều tỷ đô la, nhân mạng cũng vậy, mấy chục ngàn người, trên 50 ngàn người, mà rồi không thấy kết quả. Thì nếu mình đặt địa vị mình vào họ thì mình nghĩ thế nào? Vì vậy cho nên là cái tình hình nó diễn biến mà chúng ta không thể hiểu được, để rồi cái quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định ngừng chiến. Dạ thưa ông nói vừa rồi là về phía, nhìn về phía Hoa Kỳ, bây giờ nhìn về phía chính phủ miền Nam Việt Nam và quân đội miền Nam Việt Nam, thì mình dùng cái chữ nếu là, nếu mà chính phủ miền Nam Cộng Hòa và miền Nam, quân đội miền Nam Việt Nam, mình có thể làm gì để mà có cái kết quả, có cái cuộc diện khác như cuộc diện hôm nay? Có nhiều người nói với tôi rằng thì là nếu mà cái việc mất nước xảy ra chừng vài ba năm nữa đó thì tình thế nó sẽ khác đi, thì tôi cũng đồng ý với họ như vậy. Và cái ý của họ muốn nói là các cán bộ trẻ về sau này sẽ vươn lên và có đủ khả năng để lãnh đạo và chỉ huy. Thì như vậy cũng có nghĩa là cái thời trước, khi mà những người đã được đào tạo huấn luyện tốt ở trường trường bị cũng như ở trường quân dịch ở Đà Lạt chẳng hạn, thì thường là những người đã phục vụ trong quân đội Pháp, thiếu nhiều kinh nghiệm, thiếu nhiều sự huấn luyện,
căn bản để mà thi hành cái nhiệm vụ, cái vị trí mà họ ngồi, cái cấp bậc họ có, nhưng mà cái kinh nghiệm họ không có. Những kinh nghiệm của những vị chỉ huy trước á, thì như là, hay là nếu có đánh gì là du kích hay là những cái chuyện nó không có to lớn như sau này, cho nên cái phản ứng của họ ấy không có nhiều. Rồi vấn đề nghệ thuật lãnh đạo cũng rất là quan trọng. Thì hẳn là đối với những người trẻ hay là những cái giới sĩ quan được đào tạo sau này đã được tôi luyện rất kỹ lưỡng về nghệ thuật lãnh đạo và chỉ huy. Nếu quay sang mà nói về những cái vị già và từ thời phục vụ từ thời quân đội Pháp thì rất ít người có, rất hiếm, rất ít người trong quân đội có một cái nghệ thuật lãnh đạo để chỉ huy. Cho đến bây giờ tôi cũng nghe anh em nói vậy thôi, còn bây giờ mà dẫn chứng rằng ai là người có khả năng hay không có khả năng thì tôi cũng chưa đánh giá được. Còn thưa ông, vấn đề chính trị thì sao? Người ta bảo miền Nam mất về chính trị, ông nghĩ sao về vấn đề đó? Về vấn đề chính trị thì có nghĩa là tôi không có chuyên về chính trị. Nhưng nếu có nói về vấn đề chính trị thì có lẽ là đối với lại chính trị trên, và đối với các cường quốc hay là Hoa Kỳ thôi. Chứ còn về chính trị ở bên Việt Nam thì tôi nghĩ rằng nó không có một cái power, không có một cái sức mạnh để mà còn hay mất. Là vì rất bất hạnh là miền Nam mình hầu như là cái chủ quyền nó không còn, của đất nước riêng của miền Nam không còn nữa. Nó lệ thuộc rất nhiều. Đó. Còn vấn đề mà tuyên truyền của Cộng sản để khiến những người miền Nam, một số những người trí thức theo họ, thì theo như ông nó cũng không có đủ sức mạnh để mà thắng cuộc chiến sao? Không, là vì nói về Cộng sản thì tôi nghĩ rằng thế là các thính giả và độc giả thì hiểu rất nhiều về vấn đề Cộng sản là thế nào. Thì một cách tổng quát là ở bên mình là một xứ tự do, họ là một xứ không có tự do. Hai cái đó khác nhau, khó mà compare, khó mà để mà có thể mà gọi là so sánh giữa Bắc Việt với lại Nam Việt. Ngoài ra thì cái chế độ của Bắc Việt, nếu mà mình cũng cai trị như Bắc Việt cai trị thì mới có thể so sánh được. Chứ mà mình cai trị miền Nam theo cái chủ nghĩa tự do và so sánh với một cái chế độ của Cộng sản ở Bắc thì không thể, nó có tương đương đâu mà so sánh. Còn như tôi quan sát thì từ trước đến giờ, trong cái thời gian mà có Cộng sản vào đến giờ thì họ dùng một cái coi như là độc đảng, họ dùng một cái quyền lực tối cao, và từ người dân đến người quân hay là bất cứ một cái gì đều phải theo lệnh mà họ nói rằng đó là bác và đảng, để bấy nhiêu thôi. Thế còn nếu mà có quốc hội hay có hiến pháp thì tôi thấy nó cũng là nhẹ thôi. Thưa ông, tức là cái lý do chính trị nội bộ ở miền Nam, ở Việt Nam đó thì không đủ để thay đổi cục diện, mà chính là theo ông thì cái lý do chính trị thế giới nó đã làm mất miền Nam hay sao? Tôi nghĩ như vậy. Vì vậy cho nên là ngay các giới chính trị hay là quân sự hay là những người dân ở miền Nam có ai ngờ rằng thì là Mỹ sẽ bỏ một cách nhanh như vậy đâu. Mà rồi thì nói về, nếu mà nói về chuyện chính trị về phức tạp lắm, họ ký một cái hiệp định mới ít năm sau cái họ ấy dồn nỗ lực để bước vào miền Nam thôi. Trong khi đó, khi mà ký cái hiệp ước thì miền Nam coi như là để chỉnh đốn để mà đi theo, tuân theo cái hiệp ước đó, thì cô thấy rằng thì là nó khác nhau lắm. Thưa ông thì trở lại vấn đề binh nghiệp của ông chắc chắn đã viết rất nhiều trong cuốn Steel and Blade, nhưng mà bằng chính tiếng nói của ông nói cho những người trẻ, ông có thể nói về một cái trận đánh mà bây giờ ông vẫn còn nhớ và còn in rất đậm trong cái trí nhớ cũng như cái tâm thức của anh, của ông, một cái trận đánh trong suốt thời gian binh nghiệp của ông. Trận đánh thì tôi nói thật là thường thường những cái cuộc hành quân của mình thì mình cũng có nhiều lắm, mà trận nào thì cũng bình thường thôi, ngoại trừ trường hợp năm 1972 đó,
thì Cộng sản tấn công ba mặt trận thì có những trận đánh lớn. Những trận đánh lớn đó thì cũng là chúng ta là cũng là chống trả kịch liệt, mãnh liệt lắm mà đã đẩy lui được Cộng sản. Rồi để đến tháng đến năm 75 mới mất hẳn. Mà đến năm 75 mất thì không có trận đánh nào là lớn cả. Toàn là mình cứ từ từ mình lui thôi à. Chứ không có công. Chỉ có thủ và rút thôi. Thế còn về trước thì nếu mà nói về những trận đánh lớn thì đáng kể để nói đó, chẳng hạn như là An Lộc hay là Quảng Trị hay là Tân Cảnh thì tôi không có tham dự cho nên tôi không biết nhiều. Tôi chỉ sử dụng tài liệu và nhân chứng lịch sử để tôi viết lại ở trong cuốn sách của tôi mà thôi. Tôi cũng không thể kể được nếu mà không có tài liệu ở đây. Vâng, thưa ông thì khi mà ở cái vị trí là lên đến như là đại tá vào những ngày cuối cùng rồi đó, thì cái trận đánh cuối cùng của 30 tháng 4 đó ông có tham dự gì hay là ông đang làm gì ở đâu trong những ngày đó? Khi 30 tháng 4 thì tôi 4 tháng của 30 tháng 4 kể từ tháng Giêng năm 1974 cho đến ngày 30 tháng 4, tức là 4 tháng cuối cùng của binh nghiệp, đội binh nghiệp của tôi giữ chức vụ phụ tá hành quân cho tướng Lý Tổng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh mà căn cứ đóng tại Cử Chi. Lúc đó tôi giữ nhiệm vụ phụ tá và cũng có dự cái không hẳn là cái trận đánh, nhưng cái cuộc hành quân ở Tây Ninh ngăn chặn không cho Cộng sản xâm nhập qua ngã đó. Thì sau khi đã đẩy lui họ được rồi thì sư đoàn lại co về phòng thủ ở cái tuyến phía bắc của Cử Chi cho đến ngày 20, tôi không nhớ rõ là ngày hai mấy nữa, nhưng mà 26, 27 gì đó thì cái tuyến phòng thủ chúng tôi vẫn còn vững và vẫn còn nguyên, không có cái gì là thay đổi cả. Và cái Tết của cái năm Tết vào tháng, có lẽ là tháng 2, thường thường là tháng 2 của năm 74 thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với lại ông Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 đến thăm sư đoàn tại Trảng Vàng. Thì chúng tôi còn hiện diện ở đó và binh sĩ các thứ đều đầy đủ cả. Và cũng không ai ngờ rằng thì là nó sẽ xảy ra sau đó là Tổng thống từ chức. Cái dấu hiệu mà Tổng thống từ chức nó nặng nề hơn là những chuyện khác, là những người đó nhìn vào một ông Tổng Tư lệnh từ chức, tinh thần sa sút này. Nhiều người cứ nói về vấn đề vũ khí hay đạn dược hay thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ mà không nhìn vào cái vấn đề lãnh đạo. Cũng như là bây giờ trong một cái gia đình, một cái đại gia đình mà mất đi một người mẹ hay mất đi một người bố hay có một người khác để thay thế, nó thay đổi hẳn đấy. Tinh thần nó sa sút hẳn. Hay là nó bỡ ngỡ bàng hoàng. Và rồi lại có, thường thường lại có sự thay đổi thì cả một cái hệ thống chỉ huy đó cũng có thể thay đổi để nó thích hợp với cái người mới. Thành thử ra cái tai hại mà tôi nhìn thấy là ở điểm đó. Điểm thứ nhì nữa là nếu mà không có tinh thần thì kể cả dân chúng lẫn quân đội đều mất tinh thần, chứ không phải chỉ có dân chúng thôi hay là chỉ có quân đội thôi. Thành ra do đó cho nên như cô đã biết cũng như tôi đã viết trong cuốn Thép Vào Móng, thường là bỏ chạy thôi, mà có khi chạy trước khi địch tới để mà được an toàn. Họ không cần biết lý do gì nữa, cứ nghe nhau mà chạy, nghe đài phát thanh nói mà chạy thôi. Hôm nãy ông có nhắc đến vấn đề thiếu đạn và cũng chúng tôi cũng phỏng vấn một số những vị trong quân đội, họ có nói là những ngày tháng cuối cùng thì họ thiếu đạn, thiếu xăng, xe tăng, máy bay thiếu xăng, súng ống, súng lớn, thiếu đạn. Điều đó có đúng không ạ? Cái vấn đề nếu theo sách vở, theo giấy tờ thì đúng. Nhưng mà nếu mà theo thực tế thì tôi không nghĩ là đúng. Các kho xăng còn cháy ngùn ngụt á. Các kho đạn cũng vậy, còn nguyên. Rồi Cộng sản đến lấy. Các xe chiến xa của tôi, các thứ, các đơn vị thiết giáp của chúng tôi, sau họ dùng những cái đó để đi họ sang Campuchia thì họ lấy phương tiện nào để mà đi. Thành thử ra cái đó nó đúng một phần thôi, nó không hẳn là đúng vậy. Ông tướng Lý Tổng Bá
có hỏi tôi để làm một cái báo cáo cho ông biết rằng thì là cái khả năng tác chiến của sư đoàn 25 bộ binh vào khoảng độ mấy tuần thôi, chừng 3-4 tuần, tức là không quá một tháng trước khi mà mất, cho ông biết rằng tình trạng nó như thế nào. Thì tôi có trả lời ông tư lệnh của tôi rằng xăng thì nói là thiếu, nhưng mà mình có khả năng, tại vì lúc đó có một thiết đoàn nằm trong sư đoàn, mình có khả năng chạy cả tuần. Đạn á, thì vì rằng lệnh tổng tham mưu cho lệnh cấp phát như vậy, thì họ cấp phát như vậy, thì là thiếu. Nhưng mà không thấy họ nói rằng thì là còn bao nhiêu đạn ở đâu. Không có, mất nước rồi đâu có ai khai kho đạn nào còn bao nhiêu viên đâu. Riêng về súng cá nhân, đạn cá nhân không phải là đạn đại bác, không phải là xăng chạy chiến xa, bắn cả tháng không hết. Và về lương thực, tức là gì? Là gạo đó, vài tháng cũng không hết. Đó là sư đoàn của tôi, và tôi trách nhiệm đi điều tra cái vụ đó để trình cho tư lệnh. Thế thì nó cũng tùy theo thôi, đó là cái sư đoàn đó, còn sư đoàn khác có thể họ khác, và có thể họ không có gì cả. Rồi những sư đoàn khác họ khi lại còn tốt hơn cái sư đoàn của tụi tôi. Còn riêng về quân số thì tôi cũng nói với tướng Lý Tùng Vá là nguyên vẹn. Có những nguyên vẹn, có những người đi phép, có những người bị thương, có, nhưng mà so với cái tỷ lệ mà hao hụt đó thì mình có phải trên dưới 90%. Đó là theo báo cáo, tại vì chúng tôi làm việc theo báo cáo, còn trên thực tế thì là các đơn vị trưởng biết, thì chúng tôi cũng là chỉ được nhận cái báo cáo của các đơn vị thôi. Vậy thì cái lý do đó, đó thì tôi đã đưa tôi đến cái chuyện là nghĩ sang là lý do khác chứ không phải lý do đó. Lý do đó chỉ là một phần nhỏ để mà nói cho nó có vẻ quan trọng thôi. Thưa ông, thì ông cũng nói đến đề sao xuyến trong lãnh đạo bởi vì sự ra đi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào những ngày giờ cuối. Và chúng tôi cũng phỏng vấn nhiều người và cũng được biết rằng họ cũng nhìn thấy những cái, họ qua những cái lời nói của họ thì nói là có những cái nơi đó và những ngày cuối đó thì người lãnh đạo biến mất và chờ còn một số những sĩ quan cấp nhỏ thì họ không có biết lãnh đạo ra sao. Riêng trường hợp ông thì ông như là một người nhân chứng thì ông đã nhìn thấy những gì về cái vấn đề đó? Thì tôi có viết một cái bài ở trong cuốn Thép và Máu nói về 10 ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu đọc cái bài đó thì nhìn thấy rõ là xong cái phản ứng hay là cái hậu quả của việc từ chức của tướng Thiệu, thì nước Việt Nam hay miền Nam hay Sài Gòn đã xảy ra như thế nào, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và những người thay thế đó, dù có giỏi hay là bình thường hay trung bình, cũng khó mà có cơ hội để vớt vát lại, để sửa chữa hay là thay đổi lại, là vì nó quá gấp rút, không có thời gian để làm. Đó. Thành thực ra tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị có thời giờ đọc cái bài đó, cũng thường đăng lại nhiều lần ở nhiều nơi, thì quý vị nên, nếu mà những quý vị mà muốn biết những chi tiết thì nên theo dõi báo chí, nhất là vào dịp 30 tháng 4, những bài đã được phơi bày rõ ràng, có những nhận định tốt. Tại vì như chúng tôi đây cũng không phải là những ý kiến riêng của chúng tôi, là những nhận định riêng của chúng tôi thôi, có thể là sai, có thể là đúng, mà có thể là khó hiểu. Thành thử ra cũng khó mà trả lời. Thưa ông, thì cái mục đích của cái chương trình này là cho các em trẻ mà các phương tiện về vấn đề tiếng Việt của các em rất là hạn chế, thành không có cái cơ hội để đọc những cái bài báo đó, và những bài báo đó cũng ít khi được dịch ra tiếng Anh. Thành thử ra có nhân tiện có ông ở đây thì cũng như muốn nghe những cái lời của ông bằng chính lời nói của ông để các em có một cái hiểu tổng quát thôi, chứ còn đi chi tiết thì các em cũng... Đúng rồi. Là vì thế này, các sinh viên họ muốn á, thì cô đừng có lo. Những sinh viên họ muốn, họ có một cái study, họ sẽ tra cứu tất cả các tài liệu trong thư viện ở Hoa Kỳ đó, thì có rất nhiều tài liệu. Nếu thư viện này không có thể họ chuyển từ thư viện khác đến cho mà đọc. Và nếu họ làm những cái test rồi đó, họ cũng có khả năng và họ cũng được cấp phát, được support đó, để xong một cái test của họ. Thành ra bây giờ mình có nói gì, cô có đi phỏng vấn gì thì được cái gì thì hay cái đấy thì là cũng là giúp ích cho họ thôi. Chứ cũng không có thể thỏa mãn được cái study của họ. Thưa ông, thì cái cuộc phỏng vấn này nó có tính cách rất cá nhân. Tức là hoàn toàn là cái ý kiến của ông
cái kinh nghiệm của ông, những cái gì ông nhìn thấy, ông nghe được, ông trải qua và ông suy nghĩ, và nó trở thành một cái tài liệu, và các em nó cũng sẽ nói, thí dụ nói là ông đại tá Hà Mai Việt đã nghĩ như thế này và nói như thế này để so sánh đấy với những người khác. Vâng, nó là như vậy. Vâng. Bây giờ trở về vấn đề cái việc trong xã hội, thì ông trong quân đội rất nhiều như vậy, thì ông có thể nói cho cái suy nghĩ của ông, những nhận định của ông về cái xã hội miền Nam, nói như một cách chung chung trong cái suốt thời gian chiến tranh, thì cái hậu phương của cái cuộc chiến tranh đấy như thế nào? Tôi có trả lời cho hay là nói với các bạn tôi rằng thì là cái việc mà mất miền Nam đó thì cứ đổ tại cho Hoa Kỳ. Nhiều người cứ nói như vậy, thì tôi nghĩ rằng thì là nói thì cũng được, đó là quyền của họ. Nhưng mà nghĩ cho kỹ đó thì cũng không hẳn là như thế. Là vì thứ nhất là Hoa Kỳ đó, họ là chứ không, họ quyết định và họ có quyền lợi hay không, hay thiệt hại. Và những cái quyết định của họ nó liên hệ tới cái quyền lợi và những sự thiệt hại hay là cái gì xảy ra đối với họ, cho nó hợp với cái kế hoạch chung của toàn cầu. Thì thành thử ra cái chuyện đó, nếu muốn nói riêng về cái đề tài đó, muốn nói cũng phải có một cái study. Rồi về vấn đề mà cô hỏi, cô nói chung chung mà nói đó, thì đấy là nói về Hoa Kỳ. Còn nói về Việt Nam mình đó, thì mình từ trước đến giờ đó, không có ai có thể ngờ. Tôi thì tôi không làm chính trị, cho nên tôi có thể, mấy quý vị là chính trị biết chăng, nhưng trong quân đội thì cũng không ai có thể ngờ rằng người Mỹ họ quyết định nhanh như vậy. Cái chính tôi, gia đình tôi đi hết vào ngày 28, trưa ngày 28, do một người bạn cố vấn, người bạn không phải là cố vấn, người bạn học ở tại Fort Knox, rồi họ sang họ làm việc ở tại Dow, họ giúp đỡ, cho nên tôi gặp họ, vô tình tôi gặp họ, thì họ hỏi tôi về gia đình thế nào, tôi bảo đâu có thế nào đâu, thì cũng vậy thôi. Họ hỏi sao không đi à, bảo đi đâu, bảo đi Guam. Thế thì đến ngày thì hôm ấy đó thì tôi gặp, thì họ bảo thế, thì tôi bảo thế thì làm sao mà đi, thì họ mới chỉ cho cách để họ sẽ giúp cho đi. Thì gia đình tôi đã đi vào sau 12 giờ trưa ngày 28, cả vợ và con đều ra đi và tôi ở lại. Bằng phương tiện gì gia đình đi? Bằng thì bằng phương tiện của Hoa Kỳ, của Đáp. Của Đáp, bằng máy bay. Bằng máy bay. Họ giúp đi. Đi vào ngày 28. Đấy là do một cái duyên thôi. Mà tôi lại, ông tư lệnh của tôi bảo tôi rằng thế là anh về Sài Gòn coi tình hình xem sao, đi vòng vòng xem có gì lạ không. Tôi thấy nó cứ rối tinh rối mù cả. Thì tôi đi về, đi vòng vòng, đi ngang qua Tân Sơn Nhất, thì tôi gặp anh đó ở trong đó, thì anh hỏi thế, anh trả lời, thì anh trả lời tôi, thì tôi bảo nó thế thì để tôi về, thì tôi bảo vợ con đi thôi, thì tôi ở lại. Thế nhưng mà tôi ở lại, rồi cuối cùng tôi cũng không liên lạc được với đơn vị, là tôi không trở về được nữa, rồi cuối cùng tôi cũng kẹt lại, và cũng là cái duyên cho nên tôi cũng một mình tôi đi xa xăm. Bằng phương tiện gì? Bằng trực thăng, trực thăng Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên là tôi nói rằng thì là nó mọi cái nó là có nhiều người tổ chức đã định từ cả tháng trước mà không hoàn thành hay không thực hiện được. Có người người ta mời đi hay người ta bảo đi thì cũng quyết định là không đi. Rồi có những người chả bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả thì nó đến nó lại đi. Thế thì thành thử ra nếu mà nói vào thời đó ra cái điều thế này thế kia thế nọ thì thật là nó cũng hơi hoang. Nhiều người họ tính mà họ đâu có đi được. Họ mua cả thuyền có khi họ cũng không đi được, mà người không có thuyền họ lại đi được. Thế thì cái chuyện nó xảy ra nó bất ngờ. Nó xảy mà không ai có thể tưởng tượng được là nó nhanh như vậy. Đó. Thì bây giờ cô hỏi về Việt Nam Cộng Hòa thì như là cô biết rồi. Nó xảy ra như vậy thì Việt Nam Cộng Hòa cũng không kịp trả tay thôi. Tức là mọi chuyện họ không có tính trước gì hết. Họ không vâng. Ready cho một cái chuyện thay đổi lớn như vậy. Đấy. Không có. Và ngay cả người Mỹ cũng vậy, khi mà tôi nghe trên đài nói lúc đầu đó thì họ dự trù di tản vào khoảng độ bao nhiêu nghìn người đó, 10.000 người thì phải, có liên hệ tới Hoa Kỳ.
chẳng hạn như làm cho tòa đại sứ hay làm cho các cơ quan Hoa Kỳ vân vân như thế. Thì thành thử ra họ cũng đâu có dự trù vấn đề để di tản chính quyền hay là bất cứ một cái người nào vị nào đi đâu. Thì bằng chứng là ngay cả ông thủ tướng có khi cũng ở lại, ông bộ trưởng có khi cũng ở lại, nhiều ông bộ trưởng ở lại. Thưa ông, thì ông có dịp chắc chắn là làm việc với người Mỹ từ những năm rất là sớm. Đây cũng lại là một hỏi về cái suy nghĩ của từ cá nhân ông gì mà ở Mỹ mà ông đã làm việc trực tiếp với, ông suy nghĩ gì về họ? Làm việc với ai ạ? Người Mỹ. Người Mỹ mà làm việc với tư cách cố vấn thì chúng tôi làm việc chung. Thì tôi thấy rằng thì là họ rất biết điều và họ có khả năng để làm cố vấn, nhưng trên cái lĩnh vực nào đó thôi. Chẳng hạn như cố vấn của tôi từ thời mà lúc tôi đại úy coi một đơn vị thiết giáp cấp chỉ đoàn, thì họ nói thẳng thì một anh trung úy làm cố vấn, thì họ nói thẳng với tôi rằng thì là, nhưng mà cũng tùy theo các cái cấp chỉ huy đối với cố vấn thôi, tôi không biết, nhưng mà riêng tôi nói về cố vấn của tôi thôi. Nó nói đại úy Việt, tôi đến đây để giúp anh. Cái gì điều gì cần đó, thì khi anh ta trình diện đơn vị đó, thì anh ta nói với tôi như vậy. Cái điều gì anh cần tới tôi thì anh cho tôi biết. Phần tôi đến đây để giúp đỡ những cái gì mà anh cần và để học hỏi thêm. Đó là vì anh ta còn là trung úy. Thì tôi nói ok, thì có gì thì tôi sẽ, có gì cần thì tôi sẽ hỏi anh. Họ rất là biết đâu và họ giúp đỡ bằng mọi cách. Họ giúp đỡ cái request, cái gì điều mà mình muốn, mà nếu thấy là hợp lý. Thì thường thường chúng tôi cũng nói thẳng với họ rằng bây giờ đi hành quân, tôi cần hỏa lực yểm trợ, thì họ sẽ tìm cách họ yểm trợ. Hay tôi cần phương tiện quan sát mặt trận, họ sẽ tìm cách họ xin trực thăng cho mình đi. Hay là tôi cần tiếp vận thật nhanh để có đủ đạn để tiếp tục, thì họ sẽ tìm cách supply. Thì tôi thấy họ rất là biết nhiều và rất là tốt đối với cá nhân hay là đối với đơn vị của chúng tôi mà thôi. Còn ở tại các đơn vị khác, các cố vấn như thế nào thì không biết. Chẳng hạn như là cái sư đoàn, một cái sư đoàn ở miền Trung, thì một ông tư lệnh sư đoàn đại tá Lê Đức Đạt với là một ông cố vấn của quân đoàn chẳng hạn, cũng có những cái sự nó không có hòa thuận. Để rồi thì là có những cái sự mất mát, tiêu hao đơn vị của mình. Thành thử ra cái điều mà trả lời một cách tổng quát thì cũng khó lắm. Chúng tôi chỉ nói về đơn vị của chúng tôi, thì chúng tôi rất là hài lòng đối với các cố vấn. Đôi khi cũng có những sự discuss lớn tiếng, nhưng mà cũng đi cái kết quả tốt. Bằng chứng là cái ông đại tá cố vấn trưởng của binh chủng thiết giáp, ông đã giúp tôi bằng cách trực tiếp, nếu tôi chứng nhận những người đó là thuộc binh chủng và ở đơn vị nào và cả quyết với ông như vậy, ông đã trực tiếp liên lạc với hội đó ở Thái Lan, văn phòng ở Thái Lan, để những cái người vượt biên đó có thể được nhập cảnh một cách gọi là hợp pháp. Ông còn giúp đỡ trong suốt thời gian đó, những boat people hay là các thứ, thì tôi làm cái cảnh nối, nếu anh em ở trong trại biết được địa chỉ của tôi, thư cho tôi, thì tôi gặp các đơn vị, các anh em ở đơn vị khác để tôi tìm hiểu, nếu tôi không biết người đó và tôi biết chắc người đó là kỵ binh, thì chúng tôi lại chuyển cái request đến cố vấn trưởng, cố vấn trưởng lại lo liên lạc với lại Thái Lan để anh check view hoặc là để gửi đi theo nhu cầu. Anh tôi thấy không có gì đáng phàn nàn cả, dù là sau khi mất rồi. Và đến bây giờ chúng tôi vẫn còn được những người đó, nếu muốn giúp đỡ điều gì thì họ vẫn giúp. Dạ vâng, thưa ông, thì ông sang đây như vậy, ông bắt đầu cuộc đời mới của ông và gia đình như thế nào? Tôi sang đây thì có một điều mà tôi thấy về sau này tôi gặp lại các anh em đó, thì tôi thấy có lẽ cũng là một cái điều đặc biệt là tôi tìm gặp gia đình, tôi đi sau tôi tìm gặp được gia đình và tôi join gia đình để đến trại tị nạn Pendleton ở California. Từ đó thì lập thủ tục để cho các cơ quan thiện nguyện định cư, nhưng mà trong thời gian làm giấy tờ đó, thì tôi vô tình giở túi ra thì thấy được cái địa chỉ của một ông cố vấn hồi tôi còn ở bộ sứ thiết giáp, thì tôi mới viết một lá thơ về cái địa chỉ cũ lắm rồi,
tôi gửi đi thì nhờ cơ quan thiện nguyện chuyển, thì chuyển về Hawaii. Thì Hawaii cái nơi đó ông ta thuyên chuyển đi đâu thì không còn ở đó nữa, nhưng mà họ biết là đi đâu, họ đã chuyển tiếp tới Colorado. Ông ta đưa ở Colorado, và từ Colorado ông ta đã gọi về trại để ông ta bảo lãnh cho gia đình ra. Và gia đình ra thì đưa chúng tôi về Colorado. Nơi đó nó giống như Đà Lạt, tức là nơi của du khách. Thành thử ra là không có việc làm. Thế thì ông ta mới gửi tôi, mua vé máy bay gửi tôi về về một cái tỉnh gọi là một cái city ở Houston đó, gọi là Bel Air, tỉnh nhỏ đó. Thì về đó thì ông cụ đó cũng về hưu rồi, bố ông ta về hưu rồi, nhưng mà hãy còn quen thuộc với lại cái hãng làm là hãng Brown Root, thì đưa tôi vô đó làm việc. Thì tính ra ngày mùng 7 tháng 7 năm 1975, tức là ra trại chừng đợi trên một tháng, trên dưới một tháng, thì tôi là người phụ thợ máy hay là một người úc cơ Việt Nam đầu tiên ở cho một hãng xây cất các nhà máy dầu hỏa hay là hóa chất ở tại Houston. Thì tôi start như là một helper, tức là mình nếu mà hỏi mình thì mình chỉ biết về giấy tờ thôi, với lại nguyên tắc thôi, chứ còn làm việc thì không có làm, không có làm lao động, nhưng mà đó là việc lao động. Thành thử ra họ cho tôi làm helper, phụ cho người thợ máy chính. Họ bảo mình vác cái búa, vác cái kìm, làm cái này làm kia thì mình làm thôi một thời gian. Sau tôi thấy sức khỏe nó cũng không có đáp ứng, thì tôi ban đêm tôi đi học, học vẽ theo cái chương trình của người tị nạn. Và sau một thời gian chừng khoảng độ gần 2 năm thì tôi xong được cái bằng AAS, tức là coi như cán sự đó. Và tôi cũng apply cái hãng mà tôi đang làm thợ máy đó đó. Lúc đó thì tôi lên thợ máy rồi, tôi đi từ phụ thợ máy lên thợ máy hạng 4, lên thợ máy hạng 3, thì lên cũng phải mất mấy năm thôi. Thì lên làm thợ máy thì tôi đã lãnh lương được gần 10 đồng một giờ, thì tôi quyết định tụt xuống làm có 5 đồng 15 xu một giờ, với tính cách là thợ vẽ mà gọi là trend sự đó, thợ vẽ tập sự. Và tôi đã tiếp tục làm cái nghề thợ vẽ tập sự đó cho đến trở thành designer về ống dẫn dầu và về hưu vào năm 65 tuổi. Là năm nào? Tức là sống năm 1989. Dạ vâng. Thưa ông, muốn hỏi về cái tâm tình ông một chút, từ một ông đại tá, tức là dưới ông biết bao nhiêu là quân, coi như dưới quyền của ông, và những ông làm một cái chức vụ đó thì cũng rất là cao rồi, bây giờ sang đến Mỹ mà ông phải trở lại làm một người thợ máy rất là bình thường, có làm ông buồn hay không, và ông đã cái gì đã khiến cho ông quyết định cố gắng và tiếp tục ngoi lên? Tôi đã được đi du học vài lần ở tại Fort Knox, Kentucky hai lần. Tôi cũng đã biết sơ qua về đời sống của quan Hoa Kỳ. Tôi ngạc nhiên lúc đầu, tức là thời gian đi học đầu tiên lúc đầu. Khi tôi thấy một người huấn luyện viên của tôi đeo cấp bậc thiếu tá, hồi đó tôi đeo cấp bậc trung úy lúc đầu tiên, sau cái giai đoạn học thứ nhì là đại úy, tôi cũng gặp tương tự như vậy, tôi đi hai lần rồi. Thì cuối tuần trên đường đi đến cái chỗ mà mình gọi là mua đồ supply đó, thì phải đi ngang qua cái khu vực mà các sĩ quan huấn luyện viên ở, thì tôi rất ngạc nhiên, lúc đầu tôi nhìn thấy một ông thiếu tá huấn luyện viên của tôi đang hì hục cởi trần cắt cỏ đó. Và rồi thì là nhiều việc khác nữa như là rửa xe và vân vân và vân vân. Thì mình nhìn ra ngay cái đời sống cách biệt của cái người sĩ quan Hoa Kỳ, một trung tá cũng vậy, đối với một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nó hoàn toàn khác. Và họ thực tế, tôi đánh giá là họ thực tế, và họ không có ỷ lại vào những người mà ở bên nước ta thường thường gọi là người hầu á, tức là giúp đỡ trong gia đình đó. Họ không, và họ không có khả năng để trả tiền cho những người đó thì đúng hơn, chứ nếu mà có khả năng thì họ cũng làm vậy thôi.
Thì thành ra tôi quen lắm rồi, chứ khi mà đi sang đến đây rồi thì cái việc đầu tiên tôi có nghĩ là cái mà khác với anh, như anh em khác, là tôi quyết định forget tất cả những cái gì đã xảy ra và bây giờ trở lại với thực tế và nhìn vào cái mà mục tiêu mình muốn đạt được, là làm sao giúp cho 5 đứa con nó được học, học hành, rồi có một nghề nghiệp để làm một cái, để mà có một cái tương lai tốt trong tương lai. Còn đời mình thì coi như là đến đó là coi như xong. Coi như xong thôi. Không tiếc thì tiếc thật. Mất nước thì phải tiếc thôi. Mất cả một nước thì phải tiếc thôi. Thế nhưng mà cái hiện tại bây giờ, cái thực tế bây giờ là phải lo cơm áo cho các con để nó có thể có khả năng tiếp tục đi học được. Do đó cho nên tôi đã mới đầu tôi chấp nhận làm phụ thợ máy trong thời gian gần 5 năm. Tôi làm phụ thợ máy gần 5 năm. Tại vì tôi phải đi học, sau đó thì tôi có thời giờ thì đi học đêm mấy năm nữa đó, gần 5 năm. Và lúc đó tôi đã lên đến thợ máy hạng 3, rồi họ đề nghị cho tôi lên thợ máy hạng 2 và họ cản tôi, họ bảo tôi rằng giấy tờ sắp ra đó là anh được lên hạng 2, lương lại tăng mấy đồng nữa đó. Thì tôi nói cũng forget it. Và tôi quyết định tôi trở về từ lương cả gần 10 đồng để làm việc 5 đồng, là vì đó nó hợp với cái sức của tôi. Thế thì ngoài ra nữa đó, lý do nữa khác đó là vợ tôi sau khi học Anh ngữ thì đã làm một người gọi là phụ bếp, cook helper cho một trường tiểu học ở địa phương với lương hơn 2 đồng một giờ. Thì cũng đã phụ giúp cho tôi được để mà nuôi các con. Thì mà vợ tôi cũng làm cái công việc đó trong vòng khoảng 4-5 năm. Rồi sau đổi ra thành làm cashier cho một cái tiệm bán hàng đó, tính tiền đó. Thì cũng chỉ vì các con thôi. Và đồng thời thì nhờ đó mà các con thì cũng nó cũng thành người. Rồi cũng có lập gia đình, có cháu. Và cháu ngoại của tôi bây giờ thì tôi có đứa cháu ngoại lớn nhất bây giờ là trên 20 tuổi. Và nếu mà cháu cũng có những cái mộng của cháu. Cháu đã học hết 4 năm đại học rồi. Và sau đó thì cháu có thể là cháu tiến xa hơn nữa. Thì đó là cái mà tôi rất hài lòng vì tôi đã tính toán mà tôi nghĩ là tôi tính đúng. Nhưng mà cái thời gian đó thì nói thật với cô rằng cái gì là cũng khó khăn hết. Sang đến đây rồi ở tại Houston hay là nói chung ở tại tiểu bang không có nhìn thấy một chai nước mắm. Đến khi mà có một cái dịp tôi đến New York tôi mới vào tiệm tàu tôi mua được 100 nó mang về. Mang về thì cả xứ Houston thì các bạn tới kể cả ông Nguyễn Hồng Linh nó tới để ăn nước mắm. Lâu quá không có được ăn. Thì tôi nói cho cô biết như vậy. Chứ còn bây giờ những người sang sau này thì đi đâu cũng dễ hết. Đã có người Việt Nam đi trước và đã set up hoặc là đã chỉ cho mình. Còn tôi đến đó, đến cái xứ tôi ở đó thì tôi hỏi cái người đó để lấy bằng lái xe đó. Cái người Mỹ đó. Thì tôi nghĩ rằng chắc họ còn ấm ức gì về chiến tranh Việt Nam. Họ biết ngay cái ngã tư đó đối diện bên kia là cái nơi thi lái xe. Họ nói I don't know. Đến lúc mình đi một vòng một hồi gặp đúng là đây là nơi thi lái xe, mình bảo chắc anh này anh còn ấm ức về vấn đề Việt Nam, thì anh nhìn thấy mình anh đã nói là ai đồng đâu, mà mình hỏi đâu cái chỗ cái ngã tư này là có cái văn phòng để thi lái xe ở đâu, ông làm ơn chỉ dùm, thì nó trả lời ai đồng đâu. Thành ra chúng tôi sang đây lúc đầu trong những năm đầu rất nhiều trở ngại và khó khăn, rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Tôi nói cô nghe, nói về nước mắt miệng tôi thì huýt sáo. Tôi chui dưới gầm cái xe crane lớn, cái xe cần trục lớn, có cái boom lớn như này đó, để tôi thay mỡ, thay dầu của cái xe đó. Miệng tôi huýt sáo trong lúc vặn con ốc để thay, hai mắt tôi tràn chùa, nước mắt. Thưa cảm ơn ông rất nhiều. Muốn hỏi ông rằng ông có 5 người con, bây giờ cái tuổi của họ và họ học vấn của họ là như thế nào? Không, thì tất cả các con cháu nó thành người cả, rồi ít nhất thì cũng có được một cái bằng, rồi kiếm được việc làm, rồi sinh lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Và như tôi nói với cô là đứa cháu lớn của tôi trên 20 tuổi đã học hết 4 năm, năm đại học đã học hết và mộng của nó là sẽ vào trường thuốc, đại khái như thế. Thưa ông thì
Cái ban nãy ông cũng nói đến những cái giờ phút mà phải chảy nước mắt bởi vì cái cuộc đời nó thay đổi quá là nghiệt ngã và ông cũng đã ngoi lên từ những cái coi như là cái tận cuối cùng của cuộc đời để có một cái gia đình coi như êm ấm và con cái học vấn thành đạt. Thì những cảnh đó thì ông muốn gửi lại cho cái giới trẻ những cái lời nhắn nhủ gì để mà các em có thể hành trang cho mình cũng như là nếu gặp khó khăn phải biết vực dậy để bắt đầu lại. Tôi không biết phải nói gì với các em, nhưng mà vì chẳng thiệt là tôi có nói với nhiều người khác cỡ như cô hoặc là cao niên hơn hoặc là ít hơn, nói rằng tôi có cái nhận định rằng những người sang đây trên dưới 10 năm rồi hay nhiều hơn mà vẫn còn hoài cổ đó, cách căn cứ vào những phong tục tập quán, lề lối làm việc hay vân vân của mình khi còn ở nhà nước thì tôi nghĩ rằng nó không còn trúng nữa, nếu không nói là sai. Là vì khi mình sang đây rồi đó thì mình phải hội nhập với Hoa Kỳ để cho nó có cái balance trong đời sống của mình. Mình phải chấp nhận một vài cái đau thương mà mình mất, những cái tục lệ mà mình mất, để mình có những cái mà mới mà mình có. Chẳng hạn như tôi có nói với vợ, bà buồn với con là vì thế này thế kia, thì tôi trả lời vợ tôi rằng đưa các con sang đây để nó được tự do. Vậy thì nên để chúng nó có quyền tự do của nó ở cái xứ này. Chứ đừng nghĩ rằng bố mẹ phải bắt nó phải thế này và phải thế kia là lệ thuộc vào mình. Và cuối cùng thì bà vợ tôi nghe cũng phải, và cũng có những cái mà mình phải để cho con mình nó hội nhập nó tự do. Cho nên các con tôi nó vẫn có cái văn hình này. Và một phần khác thì nó đã đi vào cái đời sống của Hoa Kỳ. Đó. Thế thì đó là cá nhân tôi thôi. Nhưng mà tôi cũng rất phục nhiều gia đình thì họ vẫn giữ được cái truyền thống của Việt Nam, họ ở đây cả chục năm hay vài chục năm y hệt như ở Việt Nam. Đó là quyền và đó là lề lối của gia đình đó. Dạ thưa ông, thì còn những cái em mà nó sinh ra ở đây thì sao? Nó cũng trong cái khi sinh ra đây ở đây thì tôi nói thật với cô rằng thì là nó cũng phải theo cái tình hình thôi. Một đứa trẻ sinh ra đó, chẳng hạn như tôi có đứa cháu nội thì bố mẹ nó phải đi làm để có tiền trả bill, cho nên không có thể ở sát cánh con được, thì có gửi cho bà nội trông nó trong lúc đi làm. Thì trong những năm đầu thì vợ tôi trông cháu, cho nên khi cháu biết nói tiếng Việt Nam hoàn toàn và nói giọng của người Bắc cũng hoàn toàn và rất nhanh, trả lời rất nhanh và suy nghĩ cũng rất nhanh. Nhưng mà khi cháu đến tuổi để vào lớp mẫu giáo đó thì trong một năm sau thôi đó, nó không muốn nói tiếng Việt Nam nữa, mà nhưng nó nghe thì nó hiểu nhưng nó không nói được nữa. Và bây giờ thì nó lên đến 10 tuổi hơn đó, thì cũng vợ chồng tôi cũng nói với các con là bây giờ nên trả lại vấn đề là nói với nó bằng tiếng Việt và tìm cách cho nó nói tiếng Việt để sau này nó vừa nói được cả hai thứ tiếng mà nó sẽ nói tiếng Việt như một người Việt Nam thay vì là người Mỹ nói tiếng Việt Nam. Đó. Vì nếu để trễ quá thì sau này nó không còn cái accent của người Việt Nam nữa và nó sẽ nói tiếng Việt Nam của mình như một người cố vấn nói với mình thôi. Thế thì các con nó cũng đồng ý thì chúng tôi cũng được làm chuyện là duy trì cái văn hóa Việt Nam. Dạ vâng, tôi thay mặt cho hội cảm ơn ông rất nhiều. Ông đã trải cuộc đời của mình cũng như kinh nghiệm của mình và tâm tư nữa để cho giới trẻ biết được những cái thời gian quan trọng, khúc ngoặt của đất nước đó. Có những bậc cha anh đã sống và trải qua những gì. Tôi mong rằng thì là những sự trả lời của tôi cũng được cô đón nhận và cũng có ích cho cái mục tiêu của cái chương trình này. Và tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi cái cơ hội để được nói lên, nhưng mà có lẽ cũng không được hài lòng lắm vì nhiều chuyện tôi không giải lại được. Tôi xin cảm ơn.